Thưa quý vị, giới lãnh đạo cao cấp Việt Nam cho rằng chiến dịch chống tham nhũng hiện nay tại Việt Nam thể hiện quyết tâm mang lại sự trong sạch cho guồng máy điều hành đất nước. Luật sư Trần Vũ Hải, một người hoạt động tích cực không chỉ trong lĩnh vực tư pháp mà còn mạnh mẽ lên tiếng về thực trạng đất nước, có nhận định về công cuộc chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay. Cũng thể hiện rằng là chính quyền là cũng muốn là chống tham nhũng, muốn có một cái nghiên cứu, cái áp dụng những cái biện pháp nào đấy để chống tham nhũng. Tuy nhiên nhiều người cũng nói rằng thực ra cũng có thể đấy là hình thức. Thì theo tôi là đấy là một vấn đề rất lớn của Việt Nam và cũng không thể làm sớm, mặc dù chúng ta ghi nhận rằng có một số lãnh đạo cụ thể đây là ông Tổng Bí thư là cũng có cái tinh thần và cũng có những cái biện pháp để chúng tham nhũng và bước đầu cũng có lôi được nhiều cái nhân vật đấy, ví dụ vừa rồi một loạt tướng lĩnh mà từ trước đến nay mà cũng chưa bao giờ làm được điều đó. Đứng dưới góc độ nghiên cứu xã hội, nhà hoạt động Nguyễn Trường Sơn lại cho rằng chuyện tham nhũng của những quan chức cấp cao quá xa vời đối với người dân. Anh cho rằng nạn nhũng nhiễu khiến cho người dân nhức nhối đó chính là từ tầng lớp quan chức cấp thấp, do những người có quan hệ trực tiếp với người dân như công an phường, dân phòng, những cán bộ công chức. Anh Trường Sơn đánh giá công cuộc chống tham nhũng trong thời gian qua là không hiệu quả đối với người dân. Tôi tin rằng là người dân có cảm thấy rằng có vẻ như là họ đang chống tham nhũng, thế nhưng mà sau khi mà đọc xong bài báo, sau khi mà xem xong cái tin tức ở trên thời sự, quay ra ngoài đường thì vẫn cảm thấy tham nhũng tồn tại. Ví dụ như là trong trường học, trong bệnh viện, rồi thì trong trụ sở phường, trụ sở xã, tham nhũng nó tồn tại. Vậy thì nếu nói rằng là cái cuộc chiến chống tham nhũng thời gian vừa qua nó có hiệu quả hay không đối với người dân thì tôi tin rằng là Hà Nội thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ công bố chương trình đào tạo thạc sĩ luật về phòng chống tham nhũng từ năm 2018. Đây được xem là một trong những nỗ lực nhằm đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng chống tham nhũng của Việt Nam trong thời gian tới. Nhà hoạt động Nguyễn Trường Sơn cho rằng quyết định này không liên quan đến cách vận hành của bộ máy của nhà nước Việt Nam hiện nay. Tham nhũng ở Việt Nam nó đã trở thành một cái phần của cái bộ máy rồi, nó trở thành một phần của cái guồng máy hoạt động rồi. Muốn loại bỏ tham nhũng thì cái cách vận hành bộ máy đó nó phải được thay đổi. Và rõ ràng là để thay đổi cái cách vận hành bộ máy nhà nước ở Việt Nam thì không thể nào mà dựa vào việc đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng được, mà nó phải là một cái quyết tâm chính trị rất lớn đến từ Bộ Chính trị cũng như là đến từ những cái người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng việc xử và bỏ tù các quan chức cấp cao nhà nước vì lý do tham nhũng thực ra còn có liên quan đến chuyện thanh trừng nội bộ. Ngoài ra thì việc Đảng Cộng sản toàn quyền cai trị cũng bị cho là nguyên nhân dẫn đến vấn nạn tham nhũng tràn lan hiện nay. Luật sư Trần Vũ Hải cho rằng vấn đề độc đảng và tham nhũng không hề có mối liên hệ trực tiếp với nhau. Cái cố tập đức tin cũng là chế độ đa đảng ấy, nhưng mà vấn đề tham nhũng đấy cũng rất là kinh khủng. Còn ở Singapore là một nước gần như là độc đảng, hoặc là Trung Quốc thì tham nhũng cũng đã được bài trừ tốt. Ông bày tỏ quan điểm về thể chế chống tham nhũng của cá nhân mình. Cái chữ thể chế của tôi nó khác là thể chế chống tham nhũng, và người ta phải có những cái luật lệ và những cái con lực lượng chống tham nhũng một cách tinh nhuệ và trong sạch thì mới chống được tham nhũng. Cộng với cả cái luật lệ có thể tìm mọi cách là có thể kiểm soát được cái thu nhập và tài sản của các quan chức. Cái thể chế đấy là gồm và con người lẫn cả luật lệ. Tất nhiên là cần sự giám sát của báo chí. Cái thể chế này gọi là thể chế chống tham nhũng có nhiều thành phần thì ở Việt Nam cũng chưa làm tốt được cái thành phần nào cả. Trả lời câu hỏi liệu các kêu gọi và biện pháp phòng chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa ra liệu có khả thi, luật sư Trần Vũ Hải nhấn mạnh. Chống tham nhũng ở Việt Nam là hoàn toàn có thể làm được, nhưng các nhà lãnh đạo cũng phải có thực tế, tức là đây là quá trình nó lâu dài. Họ phải làm thế nào xây dựng một cái hệ thống luật lệ, hệ thống kiểm soát tài sản thu nhập và làm thế nào nâng lương được của giới công chức cái hợp lý
các lực lượng chống tham nhũng cũng phải không chồng chéo nhau, và cái việc chống tham nhũng phải được được báo chí và được nhân dân giám sát, và thậm chí có nhiều cái chính sách đặc thù khác. Và tôi nghĩ có thể nghiên cứu từ Hàn Quốc, từ Singapore, từ Mã Lai và từ Trung Quốc. Ngược lại với quan điểm của luật sư Hải, nhà hoạt động Nguyễn Trường Sơn bày tỏ sự bi quan với lý do như sau. Tham nhũng tràn lan, ngoài cái việc đó là nó đã được bình thường hóa, cộng thêm cái việc đó là bất cứ một cái nỗ lực chống tham nhũng nào đến từ phía người dân thì đều phải nhận sự trừng phạt nặng nề của nhà nước. Nó khiến cho mọi cái nỗ lực hoặc là mọi cái ý định kháng cự lại tham nhũng đều bị dập tắt. Cho nên cái việc kêu gọi phòng chống tham nhũng của chính quyền có khả thi hay không, tôi tin 100% là không khả thi. Bởi vì họ một đằng thì kêu gọi, nhưng một đằng thì dung dưỡng cho tham nhũng, cho nên sẽ không bao giờ hiệu quả cả. Để củng cố quan điểm của mình, nhà hoạt động Nguyễn Trường Sơn đưa ra một ví dụ là sinh viên Phan Kim Khánh, người từng đứng ra thành lập các tổ chức phanh phui các vụ tham nhũng nhưng đang phải chịu mức án 6 năm tù. Thay đổi thể chế theo hướng tam quyền phân lập mà nhiều nước trên thế giới đang áp dụng được nhà hoạt động Nguyễn Trường Sơn cho là cách chống tham nhũng sẽ mang lại hiệu quả cho Việt Nam.